mọi người ha. Mình tên là Nhi, thì năm nay mình 25 tuổi. Thì công việc hiện tại của mình là kỹ sư. Mình đang là kỹ sư cho một công ty thực phẩm làm ở Biên Hòa. Thì mỗi ngày là mình đều đi lại khoảng chừng cỡ 50 cây số á mọi người. Thì cái điều đầu tiên mình muốn chia sẻ là lý do tại sao mà mình lại bén duyên với cái nghề nhảy này là lúc năm 3 tuổi. Do là cái khung xương của mình nó hơi bị còn xuống nên là mẹ muốn mình đi học để chỉnh dáng cho giống con gái hơn. Nên là từ đó mình bén duyên với nhảy là mình theo ba lê sắp xỉ cũng được 15, 16 năm. Cho tới khi mà mình lên cấp 3 á, thì lúc đó là rất là muốn vào được trường đại học top nên là lúc đó là phải ngừng múa một thời gian. Thì lúc đó là mình phát hiện ra được là cái đam mê của mình đối với nhảy là nó lớn đến chừng nào, khi mà mình nghỉ hẳn khoảng 1-2 năm để mà ôn thi đại học, để mà vào được đại học mà không có đi múa nữa. Thì cái khó khăn đầu tiên mà mình gặp á, đó là sau khi mà mình nghỉ múa một thời gian, sau đó thì mình quay lại với nghề á, thì cái độ dẻo dai nó không có còn như xưa nữa. Cộng thêm là lúc đó già rồi, người ta bỏ ra một đi thì mình phải bỏ ra 4 năm để mà có thể lấy lại được cái độ dẻo dai với lại cái kỹ thuật của ngày xưa. Nhưng mà đáng buồn là nó vẫn không được như ngày xưa nha mọi người. Thì cái khó khăn thứ hai mà mình gặp á là khi mà mình đi nhảy á, thật sự là mình không có muốn tiết lộ cái background của mình ra. Tại vì khi mà mình nói cái background của mình là mình đến từ ballet đồ này nọ thì mọi người sẽ có một cái expect rất là cao đối với lại cái kỹ thuật của mình. Và những lúc mà mình đi tập nhảy thì nó hơi bị áp lực một chút xíu, là mình luôn luôn phải cố gắng adapt theo được cái mong đợi của những người giáo viên hoặc là những người chỉ đạo mình. You try to diss me and pretty soon your arsehole squat the cell, cause I can tell you it's illegal. Treason, that's the reason I'm real. You do time for the crime of less majestic. And the police, cause they can't arrest me. Có bao giờ anh bật khóc trong vô vọng, từng lời nói như con dao. Hello mọi người, mình tên là Cường. Thì năm nay 25 tuổi, mình bắt đầu nhảy múa chắc là được một năm rồi. Thì bắt đầu là khi năm ngoái mình làm việc ở nước ngoài, thế là rảnh quá trong giờ sau giờ làm thì mình muốn tìm cái đó mình giải trí, thì đăng ký một nhảy. Lúc đó là của những cái lớp nó rất là nhỏ, nó rất là ngắn ở bên đó thôi. Thì lúc đấy mình cảm thấy rất là vui, rất là sảng khoái. Thì thế là về Việt Nam thì mình cũng kiếm những cái lớp nhảy như thế. May mắn là tìm được một lớp để mình tiếp tục mình học. Thì nó là đam mê thì chắc cũng không phải là, không biết gọi là đam mê hay không, nhưng mà mình rất là thích được nhảy. Đặc biệt là lúc mà đứng trên sân khấu được xả hết năng lượng mình ra, diễn tả hết những cái cảm xúc mình có qua các bước nhảy, thì mình cảm thấy rất là thích cái đó. Cho nên mình vẫn còn học nhảy tới bây giờ. Và bởi vì mình không phải là không tập nhảy từ nhỏ, cho nên mình nghĩ khó khăn nhất là về kỹ thuật. Mình được cải thiện dần dần qua các lớp học, được học nhiều cái style nhảy mới hơn, được các bạn nhảy feedback về cách mình nhảy như thế nào, thì qua những cái đó mình thấy mình cải thiện về kỹ năng nhảy và bây giờ. Những trái tim chìm trong sương mù, muốn thoát xa cơn mộng du đừng chờ nữa nhé, một điều gì khác hơn. Những áng mây dần bay qua đầu, những nhớ thương từng trao với nhau. Em tên là Minh Anh, hiện tại em là sinh viên năm nhất của trường Emera Multimedia ngành mỹ thuật đa phương tiện. Em bắt đầu nhảy múa từ khi em năm lớp 11. Lúc đó em cũng mới tìm hiểu nhảy, tại vì em là đứa rất thích K-pop và em thấy những idol K-pop ở trên YouTube nhảy, và em cũng muốn thử với cái bộ môn này, cho nên là em đã tập thử qua mấy cái bài nhảy của những idol K-pop đó. Lúc đầu em cứ nghĩ mình tập thuộc bài là đã xong rồi, là nó đã đẹp rồi, nhưng mà không, khi mà em nhìn lại thì em thấy là em đi chưa có chuẩn động tác, em đi nhỏ động tác, em đi còn sai nhiều. Cho nên là lúc đó em có một khoảng thời gian em cũng khá là buồn với lại tự ti về cái khoảng thời gian mà em đi xấu như vậy. Nhưng lúc đó em nhìn lại
em phải nhìn lại những cái clip của mình ấy, thì em mới bắt đầu em sửa từ từ. Đó là cái bước đầu tiên của em. Em thấy là lúc mà em nhảy ấy, em đam mê và cũng như là em hòa mình vào trong cái bài nhảy đó. Thì là ba mẹ em khá là dễ với cái việc mà em tham gia cái bộ môn nhảy này. Đó là ba mẹ em cũng thích em theo cái loại hình này nữa, cho nên là em không có khó khăn gì. Nhưng mà ba mẹ em khá là dễ chấp nhận việc em đi nhảy. Nhà như là cụ lũ nhuộm lông màu vàng chủ phú biến chuyển bạn thành Son Goku. Hôm nay tao làm nhạc bốc phét, hôm sau làm nhạc ít đến đêm. 10 năm trước bố đi tiểu nét, 10 năm sau tao kiểu rap game. I've already hit the body. My breath's getting short and I'm unsteady. Welling up in tears as I lay upon your belly. Em là Minh Nam và em đang học tại trường đại học ngân hàng và em đang học ngành quản trị kinh doanh. Em bắt đầu nhảy múa vào khoảng hồi năm lớp 6, bởi vì lúc đó là em có xem một số những video trên TV về K-pop. Em thấy những idol ở trên K-pop đó, người ta diễn và người ta nhảy, em cảm giác là ngầu và em cũng muốn như họ, nên là em đã thử tập nhảy và em cảm giác rất là thích và tận hưởng với khoảng thời gian mà em tự tập nhảy. Nhưng mà dần dần á thì em nhận ra là em không muốn đi theo cái con đường mà cover những bài hát của người ta, nên là em đã thử và em tìm cái style nhảy riêng của em. Em nghĩ khó khăn lớn nhất của em là em không có những nền tảng cơ bản. Em chỉ nhảy múa bởi vì em thích thôi, chứ em không có học từ các lớp kiểu có một người mentor hay một người chỉ dẫn cho mình. Nên là em có thể có một ai đó chỉ dạy cho em về những thứ cơ bản thì có thể em sẽ tốt cho một nhảy múa. Thực ra là việc em đi nhảy bây giờ là gia đình cũng biết, em tìm cách để em có thể đi học. Em không nghĩ là gia đình em ủng hộ, em vẫn không nghĩ là gia đình em sẽ phản đối. Nói chung là em mong là một ngày nào đó em đủ giỏi và đủ tốt trong lĩnh vực này thì em nghĩ là ngày nào đó mình sẽ công nhận. Dần dần á, mình lớn lên và mình biết được thêm nhiều cảm xúc mới và mình trải qua được nhiều chuyện mà mình cảm thấy nó khá là mới lạ đối với một đứa trẻ, thì em cảm giác như là nó khiến em có thể cảm thấy hạnh phúc và cảm thấy tốt lên khi mà em có thể truyền cái cảm xúc của mình vô nhảy. Anh cho em mùa xuân, nụ hoa vàng mới nở, chiều đông nào những nhớ, đường lao sao lá lầy, chân bước mòn hè. Hello mọi người, mình tên là Long, hiện tại mình 20 tuổi, mình đang học ở trường Fulbright. Thì mình cũng có một công việc, mình làm kế toán ở công ty phân phối độc quyền về ga lạnh á. Mình vừa nhảy, mình vừa làm. Thì mình mới biết được đến nhảy thì hồi tháng 2 ở đây. Mình thấy cái lớp ngoài thì mình mới đi học thử. Thì vì đó mình mới cảm thấy rất là thích thú. Và hiện tại thì mình cũng rất là đam mê, thì hy vọng mình có thể được theo được con đường này. Khó khăn mình thấy nhất trong việc mà nhảy thì mình không thể nhớ động tác ngay hiện tại được. Thì mình về thì mình hay luyện tập thêm. Gia đình cũng bình thường, tại vì thấy mình nhảy cũng giảm cân hồi đó nên là cũng ủng hộ để đi. Nên là mình cũng muốn tiếp tục cái con đường này. Feet 2 in a compact,
no slack. But luckily the seats go back, I got a knack to relax in my mind, sitting somewhere.